kiến đóng góp tới 7% GDP của cả nước. Thành phố Thủ Đức hình thành bởi sự kết hợp quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Không phải tác động lan tỏa và thực hiện cái vai trò thành phố là cái đầu tàu, là cái hạt nhân tăng trưởng của vùng trong điều kiện mới. Thành phố trong lòng thành phố, mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Làm sao để biến giấc mơ thành hiện thực? Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh lân cận để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế khi mà khu vực này chiếm đến 43% GDP của cả nước. Và để khu vực này trở thành bát giác kim cương, nhất thiết phải có các cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức, xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao tại khu vực phía đông thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế cho thành phố trong 10 năm tới. Và lần đầu tiên, cử tri của quận 2, quận 9 và Thủ Đức đã đi bỏ phiếu về việc sáp nhập 3 quận, lấy tên mới là thành phố Thủ Đức. Có gần 76,9% cử tri là đồng ý tại quận 2, còn quận 9 có tới hơn 96% là đồng ý. Đến quận Thủ Đức thì có đến 97,68% cử tri là đồng ý với đề xuất này. Theo đó, kết quả lấy ý kiến sẽ được thông qua Hội đồng Nhân dân phường, quận và sau đó sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố. Và ngày 12 tháng 10 tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp và có nghị quyết về nội dung này. Đây, rõ ràng là mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Vậy đâu là nguồn cảm hứng để Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra đề xuất này? Chúng tôi xin kết nối với phóng viên Quỳnh Như, người đã theo dõi đề xuất này ngay từ những ngày đầu và cũng là người đến khu phố Đông thuộc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, mô hình mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang mong muốn và xây dựng. Vậy chị Quỳnh Như ạ, mô hình thành phố trong lòng thành phố có gì ưu việt mà thành phố Hồ Chí Minh lại có đề xuất này ạ? Vâng, xin chào anh Huy Hoàng. Có thể nói là mô hình thành phố trong thành phố còn mới tại Việt Nam, nhưng nó đã thành công ở nhiều nước trên thế giới. Tôi lấy ví dụ như là thành phố mới La Défense của Paris, Gangnam của Seoul hay là gần chúng ta như là khu phố Đông thuộc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Và trước khi bàn về mô hình của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất, chúng ta hãy nhìn lại một trong những mô hình thành công còn được gọi là sự thần kỳ của phố Đông Thượng Hải. Và cũng thực sự rất là may mắn thì giờ này năm ngoái, tôi cùng đồng nghiệp của mình đã được đặt chân đến thành phố Thượng Hải và được làm việc với những lãnh đạo, những chuyên gia, những người đã góp phần tạo nên sự thành công của khu phố Đông ngày hôm nay. Và khi tìm hiểu thông tin về khu phố Đông, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy được sự tương đồng với mô hình mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất, mô hình thành phố Thủ Đức. Quý vị nhìn vào tấm hình này, đây là khu phố Đông cách đây 30 năm, vẫn còn là những khu đất trống và nhà thấp tầng. Và khu Thủ Thiêm của chúng ta ở quận 2 hiện nay, chúng ta thấy khá giống nhau phải không ạ? Chính sự tương đồng về vị trí địa lý này mà bản thân mình, tôi rất ủng hộ đề án thành lập thành phố Thủ Đức của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Và lý do vì sao thì xin mời quý vị theo dõi đoạn clip tôi đã thực hiện khi đến Thượng Hải để hiểu vì sao mô hình này lại thành công như vậy. Cách đây 30 năm, khu phố Đông Thượng Hải chỉ là những bãi đất trống, nhà thấp tầng, nhưng giờ là những tòa nhà chọc trời, quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu tại trung tâm tài chính Lục Gia Thủy nằm bên bờ sông Hoàng Phố. Ngay từ những ngày đầu, khu Đông được quy hoạch đầy đủ các khu chức năng như là sân bay, cảng biển quốc tế, khu thương mại tài chính, khu chế xuất công nghiệp, khu công viên khoa học, khu triển lãm kinh tế kỹ thuật cao. Ông Gao Chen-yong, một trong những chuyên gia đã tham gia quy hoạch thực hiện những dự án đầu tư ở khu phố Đông cho biết, đề án quy hoạch này nhằm tạo nên một thế mạnh tổng hợp cho phố Đông. Đây là sân bay quốc tế phố Đông. Việc xây dựng sân bay này đã mang đến những điều kiện thuận lợi để phát triển khu phố Đông. Trong quá trình phát triển phố Đông thì việc quy hoạch là rất quan trọng. Mọi phương diện đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm việc quy hoạch giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu và sự phát triển dân số về sau này. Điều đáng chú ý là đề án này được chính quyền Thượng Hải tuân thủ nhất quán suốt gần 30 năm qua. Ngoài ra, với nhiều chính sách thu hút đầu tư đổi mới, tư duy theo thị trường, như giao quyền quyết định tự chịu trách nhiệm cho cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh hợp tác công tư, rút gọn thủ tục chấp thuận đầu tư trong và ngoài nước chỉ còn 7 ngày, đã giúp kinh tế khu vực này phát triển nhanh chóng, đóng góp hơn một nửa ngân sách cho thành phố Thượng Hải với con số lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm, giúp Thượng Hải trở thành một trong năm trung tâm tài chính hàng đầu trên thế giới hiện nay. Vâng, nếu chỉ là việc sáp nhập các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức vào với nhau một cách cơ học thì thực sự là rất khó có thể tạo ra một sự đột biến cho thành phố mới này. Vậy khi mà chị đi sang Thượng Hải đấy ạ, thì kinh nghiệm của Thượng Hải là gì? Họ có những cơ chế đặc thù riêng có như thế nào
để hình thành và phát triển khu phố đông này ạ? Vâng, thưa anh Huy Hoàng, thực tế có một vấn đề là chính quyền Thượng Hải thì họ không sáp nhập quận để tạo thành khu đông như hiện nay, mà họ vẫn giữ nguyên tắc điều hành quản lý gồm các quận khác nhau. Và họ quy hoạch tổng thể thì rất là tốt. Như phóng sự ở trên chúng ta thấy, họ quy hoạch từ các khu tài chính, khu thương mại, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay rất đầy đủ cho sự phát triển đồng bộ của một khu kinh tế mới. Và tổng diện tích khu đông lên tới hơn 1,2 nghìn km vuông. Quay trở lại mô hình với thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích 3 quận thì chỉ bằng khoảng 1/6 phố đông hiện nay với khoảng 212 km. Nhưng về quy hoạch thì cũng khá là tiềm năng. Đại diện Sở Hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết khu đô thị này sẽ chia thành nhiều phân khu khác nhau, lấy kinh tế tri thức, công nghệ cao làm cốt lõi. Ví dụ như là khu trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, khu Đại học Quốc gia phát triển giáo dục bậc cao và một số khu mới như là khu thể thao Rạch Chiếc, khu công nghệ sinh thái nông nghiệp Tam Đa. Về vị trí địa lý thì rất là tiềm năng. Hiện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì chọn quận 2, quận 9 và Thủ Đức là khu vực phát triển ý tưởng này. Nhìn vào bản đồ này, về vị trí địa lý chúng ta thấy khu vực 3 quận nằm tiếp giáp với cửa ngõ phía đông của thành phố, nối ra sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, tiếp giáp với khu vực cảng Cái Mép hướng ra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có thể thấy, từ bài học phố đông Thượng Hải, khu đông thành phố Hồ Chí Minh kết nối ra các vùng lân cận tạo thành một vị trí địa lý rất thuận lợi, lý tưởng phát triển một siêu đô thị với đầy đủ các chức năng về hạ tầng, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn là các tỉnh lân cận. Vâng, có thể thấy là bản thân Thượng Hải đã dùng khu phố đông để đột phá, để thay đổi chính mình. Và định hướng của thành phố Hồ Chí Minh đã rõ ràng và ý tưởng này thì lại được nhiều chuyên gia kinh tế đô thị ủng hộ. Nhưng với quy mô đô thị lên tới hàng chục ngàn hecta, vậy thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế như thế nào và làm sao để quy hoạch xây dựng ạ? Vâng, thưa anh Huy Hoàng, tôi thì đã có trao đổi với cả chuyên gia quy hoạch đô thị Ngô Viết Nam Sơn. Ông là người từng tham gia vào giai đoạn đầu quy hoạch khu phố đông Thượng Hải và ở Việt Nam là người tham gia quy hoạch khu đô thị mới Nam Sài Gòn Phú Mỹ Hưng hiện nay. Theo ông Ngô Viết Nam Sơn thì đây là một chủ trương đúng. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung có thể đạt được những thành tựu kinh tế rất cao nếu như có sự chuẩn bị tốt. Nhưng việc thực hiện nó thì không hề đơn giản, bởi vì cần đòi hỏi một nguồn vốn đầu tư rất là lớn, đòi hỏi cách quản lý cần có sự thay đổi, thậm chí có những cơ chế đặc thù cho khu vực này. Cụ thể, ông Sơn đề xuất 3 bước đi cần thiết hiện nay. Thứ nhất là phải có bản quy hoạch đô thị tốt, có tầm nhìn xa. Thứ hai là từ bản quy hoạch đó đưa ra một bản kế hoạch tài chính, chúng ta còn bao nhiêu kinh phí để làm những hạ tầng cần thiết và chúng ta thu hút vốn như thế nào, vốn ngân sách ra sao. Thứ ba là phải xác định những mục tiêu và yêu cầu trong từng giai đoạn. Ví dụ như trong 5 năm chia ra để đầu tư là chính và sau đó thời điểm nào bắt đầu đóng góp cho ngân sách trung ương, địa phương. Cái việc mà thành phố phía đông này có thành công hay không là không phải là xây dựng công trình không là đủ, mà cũng không phải là chúng ta kêu gọi nhà đầu tư vào họ làm những dự án địa ốc là đủ. Tổ chức một cái thành phố phía đông như thế này thì chúng ta không nên nghĩa là làm da beo hết toàn thành phố, mà nên làm cụm này xong hoàn chỉnh rồi mới qua cụm khác. Mỗi cụm hoàn chỉnh thì có đầy đủ khu ở, khu giải trí, khu giáo dục cho các thành phần dân cư và nguồn công ăn việc làm. Vâng, rất cảm ơn phóng viên Quỳnh Như về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, có thể nói rằng là thành phố Thủ Đức dự kiến sẽ đóng góp đến 30% vào GDP của thành phố Hồ Chí Minh và chiếm đến 7% GDP của cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng ngoài việc ưu tiên đầu tư hạ tầng, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư cũng sẽ là những bước đi cần thiết trong lộ trình hiện thực hóa. Để làm nền tảng cho mô hình thành phố phía Đông, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông, lấy kinh tế tri thức công nghệ cao làm cốt lõi. Tập trung vào những cái thu hút những cái hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như là phải là nghiên cứu phát triển chứ không phải là sản xuất công nghệ cao. Đã. Và thu hút những cái doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái, trong chuỗi cung ứng, xoay quanh những cái doanh nghiệp FDI mà chúng ta đã thu hút, và tất nhiên là tập trung thu hút những cái dự án có chất lượng cao hơn. Cái quy hoạch của thành phố để phát triển ở quận 9 thì nó gắn liền khu công nghệ cao và đại học quốc gia. Và trước đây cũng đã ý tưởng là xây dựng cái đô thị khoa học
thì tôi cho rằng đây là một cái hướng mang tính đột phá để chuyển hướng về cơ cấu kinh tế thành phố đi vào cái công nghệ cao và phù hợp với cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị sẽ chia thành nhiều phân khu khác nhau. Mỗi một phân khu, thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút đầu tư, ví dụ như tập trung ngành kinh tế trọng điểm có nguồn nhân lực chất lượng cao. Ưu đãi đối với người sử dụng, tức là các cái hãng công nghệ, các cái đơn vị mà sẽ đặt những cái phòng lab để nghiên cứu phát triển, tức là có những cái ưu đãi cho họ, ví dụ như giá thuê văn phòng hoặc là những cái chính sách để cho thu hút những nhân tài đến và làm việc trong các khu vực này. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành một ban chỉ đạo xây dựng và phát triển quy hoạch thành phố Đông. Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai nhiệm vụ của thành phố phía Đông: một là phát triển kinh tế sáng tạo, hai là hợp tác phát triển với các tỉnh lân cận trong vùng. Có thể là khuyến khích họ ứng dụng những công nghệ thông minh, công nghệ tiến bộ để hạn chế cái tham dụng lao động. Còn đối với những ngành nghề mà sự tham dụng lao động lớn thì chúng ta sẽ có một cái liên kết vùng để chúng ta điều tiết lại. Vâng, và các chuyên gia cũng cho rằng lợi thế hiện nay của thành phố Thủ Đức là quỹ đất để đáp ứng chính sách phát triển đổi mới về hạ tầng giao thông, hậu cần, logistics. Tuy nhiên, chính sách thu hút đầu tư không chỉ có doanh nghiệp FDI mà còn phải khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động hoặc có tiềm năng đóng góp và phát gần là lan tỏa hiệu ứng chia sẻ tiềm lực đầu tư. Hiện đề xuất này của thành phố Hồ Chí Minh đang được sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ nhưng phải chờ sự hướng dẫn từ Bộ Tư pháp để thực hiện đúng các quy trình, trình tự thủ tục liên quan.